Xin chào các bạn. Thế giới của rượu vang trắng thì nó cũng rất là đa dạng và đầy màu sắc. Tại thị trường châu Âu thì nhu cầu sử dụng rượu vang trắng và rượu vang đỏ thì khá là cân bằng. Tuy nhiên theo mình đã biết, tại thị trường Việt Nam thì nhu cầu sử dụng rượu vang trắng là rất là ít và thậm chí là ít hơn rất là nhiều so với nhu cầu sử dụng rượu vang đỏ. Và hôm nay nhân tiện mình chuẩn bị bữa tối với hải sản, mình có chia sẻ với các bạn một chút câu chuyện về rượu vang trắng. Thì cái điểm đầu tiên đó là rượu vang trắng thì phải được làm từ giống nho trắng. Tuy nhiên cũng có một số rượu vang trắng được lên men từ giống nho đỏ, nhưng với điều kiện là cái cùi của nho phải là trắng và người ta đã loại bỏ hết lớp vỏ và lớp hạt của nho trước khi ép và lên men. Và một cái đặc điểm thứ hai nữa là rượu vang trắng thì thường cho cái nồng độ axit cao hơn rượu vang đỏ. Đấy. Cho nên là khi mà thưởng thức cái rượu vang trắng thì các bạn sẽ cảm thấy là cái vị chua của rượu vang trắng thì nó khá là rõ ràng và nó nhiều hơn rất là nhiều. Thì cái nồng độ axit trong rượu vang trắng này thì nó cũng giống như là một cái chất bảo quản tự nhiên để giúp cho rượu vang trắng bảo quản được lâu hơn các bạn ạ. Và một cái điểm nữa là rượu vang trắng thì thường phải được uống ở nhiệt độ là lạnh từ 8 cho đến 12 độ C, không giống như rượu vang đỏ chúng ta uống ở nhiệt độ phòng. Tuy nhiên đối với rượu vang trắng thì chúng ta cần phải ướp lạnh một chút để làm cho cái hương vị trong rượu vang trắng nó tập trung hơn và nó sẽ tạo ra một cái cảm giác là sảng khoái hơn vì cái độ thanh thoát của nó. Và một cái điểm nữa là về cái hồ sơ hương vị của rượu vang trắng. Thì rượu vang trắng thì nó cái hương vị của nó cũng khá là đa dạng. Ví dụ như là nó có hương cam quýt này, hương chanh, hương bưởi hoặc là hương trái cây nhiệt đới, ví dụ như là hương đào này, rồi trái xoài hoặc là hương của đu đủ, thậm chí là chanh leo. Cho nên là cái hồ sơ hương vị của nó cũng khá là đa dạng. Và một số rượu vang trắng thì nó cũng có một cái vị hương hoa, rồi là hương thảo mộc. Tuy nhiên nó cũng giống và cái màu sắc hương vị này thì nó cũng tùy thuộc vào việc là bạn lựa chọn rượu vang trắng nào, làm từ giống nho nào, hay là rượu vang này là rượu vang trộn hay là làm từ giống nho đơn lẻ chẳng hạn. Thì ở đây thì mình có rất là nhiều rượu vang trắng, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng rượu vang trắng là đến từ Tây Ban Nha. Cái rượu vang trắng này thì có là một dòng rượu vang trộn mà nó được trộn từ hai giống nho địa phương là Tresedura và Toronte của Tây Ban Nha. Thì để xem là cái sự đặc biệt của rượu này như thế nào thì chúng ta sẽ tiến hành mở một chai rượu vang trắng để thử xem cái hồ sơ hương vị của nó như thế nào các bạn nhé. Trước khi mở một chai rượu vang trắng này thì mình cũng có nói qua một chút là rượu vang trắng này thì thường được kết hợp tốt với các món cá và hải sản, và đặc biệt là một số món rau trộn này, món salad mà nó có vị chua theo phong cách ẩm thực của người Việt Nam mình ấy. Thì như các bạn cũng thấy là trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng như ở Việt Nam mình thì người Việt Nam mình thường hay câu là làm một bát canh chua cho nó dễ ăn này, hoặc là làm một con cá chiên mắm gừng này, rồi vân vân và vân vân, thì nó sẽ dễ nuốt hơn, dễ trôi cơm hơn chẳng hạn. Thì rượu vang trắng nó sẽ kết hợp khá là tốt. Và một cái đặc điểm như các bạn đã biết thì rượu vang trắng thường là uống lạnh, cho nên là với cái điều kiện khí hậu nắng nóng của Việt Nam mình, thưởng thức một ly rượu vang trắng là rất là tuyệt vời các bạn ạ. Thì hôm nay thì mình đã có một chai rượu vang ngày ở đây đã được ướp lạnh trong tủ lạnh rồi, và mình sẽ tiến hành mở chai này để thử xem là cái hương vị rượu của nó như thế nào các bạn nhé. Thì cũng như các bạn đã nói thì cái hồ sơ màu sắc hương vị của rượu vang trắng thì thường nó cũng sẽ đơn giản hơn một chút so với lại rượu vang đỏ. Tuy nhiên nó cũng có khá là nhiều các giống nho khác nhau để làm ra rượu vang trắng, cho nên cái hương vị của nó cũng khá là độc đáo và đặc trưng các bạn ạ. Và để xem thì nó đặc trưng như thế nào thì hôm nay mình sẽ mở một chai rượu này đến từ Tây Ban Nha các bạn nhé. Rồi. Thì mình cũng dùng cái dụng cụ mở rượu này là của thương hiệu là Vacuvin các bạn. Mình cắt nốt chai ở đây thì việc mua một chai rượu này thì mình cũng là tình cờ khi mà mình đi siêu thị thôi các bạn ạ. Và khi đi siêu thị thì mình nhìn thấy cái chai này có một cái nhãn khá là độc đáo, khá là bắt mắt, và mình đã tiến hành xem và mình thấy là thôi mua một chai rượu này về thử, bởi vì chắc chắn là nó có một cái gì đó rất là đặc biệt.
Thực sự là khi mà ngửi cái mùi nước chai thôi thì mình đã cảm thấy rất là hấp dẫn rồi, và chắc chắn là cái mùi nước chai này là không bị hư các bạn ạ. Nên rượu này, chai rượu này khá là rất là tốt. Khi mà ngửi cái mùi nước chai này thôi thì mình đã cảm nhận được một cái hương vị khá là độc đáo của rượu này, khá là đặc biệt, bởi vì đây cũng là một dòng vang trộn và đặc biệt là làm từ hai giống nho cơ bản, hai giống nho trộn của địa phương của ở Tây Ban Nha. Và cái số lượng sản xuất của rượu vang của nhà sản xuất này nó cũng không nhiều đâu, cho nên là nhà sản xuất có là nếu mà bạn thấy thì bạn hãy mua thật nhiều, và bởi vì thế như bạn không mua ấy, thì người ta sẽ bán hết đấy. Và để uống rượu vang trắng để chọn được giữ được chọn cái hương vị ấy, thì thường mình sẽ có một cái bình giữ lạnh ở đây để cho cái rượu vang trắng này không bị ấm lên với cái điều kiện thời tiết của môi trường. Và các bạn chú ý là nhất là điều kiện thời tiết của Việt Nam mình ý, thì mình nghĩ cái bình này là bạn phải cho một ít đá lên nó mới giữ được độ lạnh, chứ còn ở thời tiết ở châu Âu như mình ý, thì chắc là mình không cần, bởi vì cái điều kiện thời tiết nó khá là lạnh, cho nên là mình chỉ cần một cái bình giữ nhiệt như thế này là đủ rồi các bạn ạ. Và như các bạn đã biết là khi mà rót rượu vang trắng thì cái ly rượu vang trắng thì thường là nó nhỏ hơn một chút so với ly rượu vang đỏ, bởi vì là cái ly nó nhỏ thì nó sẽ tạo cho là cái rượu nó tập trung hơn, thì mình sẽ dễ quan sát hơn và cái hồ sơ hương vị của nó cũng sẽ là tập trung hơn vào đó. Rồi thì mình sẽ mở nó bằng một cái dụng cụ rót rượu, bằng cái dụng cụ rót rượu như thế này các bạn nhé. Rồi sau khi rót xong thì mình sẽ để nó vào đây để cho rượu nó giữ được độ lạnh. Thì như các bạn cũng đã biết ý, thì các bước thử nếm rượu thì mình cũng thường là nhìn cái màu sắc. Tuy nhiên là cái màu sắc của rượu vang trắng thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Nó sẽ từ cái màu vàng vàng nhạt cho đến màu vàng rơm, và nó chỉ nằm ở trong cái khoảng đó thôi. Thì cũng có một số loại rượu mà nó cho cái vị là hơi thiên về cái màu xanh xanh một chút. Và như một cái chai này thì đây mình thấy rằng cái màu sắc thì nó là màu khá là vàng, khá là nhạt thôi, chứ nó cũng không có một cái màu sắc gì nó độc đáo cả. Và sau đó thì mình sẽ tiến hành là lắc rượu để cho cái hương vị, hồ sơ hương vị, cái hương vị trong rượu này nó được giải phóng. Rồi bây giờ thì mình sẽ ngửi xem là cái vị rượu của nó như thế nào các bạn nhé. Thực ra ấy, mình rất là thích cái dòng rượu này, bởi vì là khi mà đưa lên mũi ngửi thì mình đã cảm nhận được khá là rõ ràng cái hương vị của trái cây nhiệt đới các bạn ạ. Và trái cây nhiệt đới ở đây là mình đã cảm nhận được cái hương vị của quả đào, và thêm vào đó là một chút hương vị của chanh, của cam chanh đấy, chứ không phải là quất nhé, của quả chanh và bưởi, chanh bưởi đấy các bạn ạ. Thì cái vị nó cũng hơi khác một chút so với lại cam quýt, ở đây là chanh bưởi và nó cũng khác chút so với cái vị cam quýt các bạn ạ. Thì như mình biết là Tết thì mình dùng cam quýt là mình cũng biết rồi đấy. Và một cái điểm nữa là mình đã cảm nhận được một cái hương vị khá là độc đáo của chanh leo, mùi hương vị nó khá là thanh thoát, khá là sảng khoái các bạn. Khi mà mùi cái mùi này thì mình cảm giác là mình muốn hít thật sâu, và nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác khá là cân bằng này, khá là thư giãn. Và bây giờ thì mình sẽ nếm xem là cái vị rượu này nó như thế nào các bạn nhé. Cực kỳ độc đáo các bạn ạ. Cái vị rượu này thì mặc dù là nó có một cái vị chua khá là cân bằng, trong vỏ miệng thì nó sẽ cho một cái cảm giác khá là tròn, khá là cân bằng, chứ nó không gây một cái cảm giác là quá là chua, quá là tuy nhiên nó rất là thanh thoát và nó rất là sảng khoái. Trong này có một cái hương hương vị là mình đã cảm nhận một cái hương vị khá độc đáo nữa, đó chính là hương vị của quả đu đủ các bạn ạ. Và khi mà mình lắc như này, mình để nó thở trong một lúc nữa thì mình cảm giác khá là phức tạp, khá là có một hương vị của cả trái xoài, và đây là những cái hương vị mà đặc trưng của vùng trái cây nhiệt đới. Vì như mình được biết ở trong này thì nó sẽ có hai giống nho, cho nên nó sẽ kết hợp được cái hồ sơ hương vị của các giống nho khác nhau để tập trung vào trong cái vị rượu này. Và như các bạn, trong vòng miệng thì nó cho mình một cái cảm giác là khá là sạch sẽ, khá là tròn trịa, khá là
cân bằng và thanh thoát. Và khi mà mình nếm rượu rồi thì mình, khi mình nuốt rượu trong vòng họng của mình rồi thì mình thấy rằng là cái hậu vị nó khá là dài. Đúng như là nhà sản xuất có nói rằng nếu như bạn mà không mua bây giờ thì họ sản xuất hết rồi thì các bạn không có để mà mua, thì mình tin tưởng vào điều đó các bạn ạ, bởi vì cái rượu này nó khá là độc đáo. Và mình thì khi mà ra siêu thị mình thấy nó chỉ còn có vài chai trên kệ thôi, thế là mình cũng mua luôn, và mình thậm chí còn chạy sang các siêu thị khác xem là họ còn hay không để mình mua tiếp. Và hiện tại bây giờ thì mình thấy rằng là cái niên vụ của năm 2022 thì họ cũng còn không còn nhiều nữa, và có thể là sắp tới đây thì cái niên vụ mới này thì mình phải chờ thôi. Đấy. Và như các bạn đã biết ấy, thì cái rượu vang trắng thì cái mô tả của nó thì nó cũng khá là đơn giản thôi, chứ nó cũng không có nhiều phức tạp giống như là rượu vang đỏ. Thứ nhất là cái màu sắc của nó thì thường là từ màu vàng nhạt cho đến màu vàng rơm này, thậm chí có một chút là màu vàng đậm như của Chardonnay, bởi vì riêng rượu Chardonnay thì người ta lại có cái thời gian ủ trong thùng gỗ sồi từ 3 đến 6 tháng, cho nên cái hương vị của nó cũng phát triển khá là khác biệt một chút. Và đặc biệt là một số dòng rượu vang trắng ngọt như Riesling hay là một rượu Moscato của Ý nữa, thì cái vị ngọt của nó khá là đậm đặc, thì mình sẽ lần lượt giới thiệu cho các bạn là chi tiết hơn vào những cái clip tiếp theo. Chỉ còn trong này thì mình chỉ chia sẻ với các bạn về dòng rượu vang trắng để kết hợp như thế nào với ẩm thực thôi. Thì như các bạn đã biết ấy, mình chỉ kết luận là câu là đối với dòng rượu vang trắng thì các bạn nên kết hợp với những cái món ăn như là cá này, hải sản này, rồi những cái món rau xà lách, rau trộn mà nó có cái vị acid này, vị chua để nó tạo ra một cái sự cân bằng khá là tốt. Và đặc biệt là với cái điều kiện thời tiết và khí hậu như của Việt Nam mình ấy, thời tiết nóng nóng thì việc uống một chai rượu vang trắng ướp lạnh là cực kỳ là tuyệt vời cho các em, giúp cơ thể rất là sảng khoái các bạn ạ. Thì nếu các bạn cảm thấy video clip này là hay và ý nghĩa thì các bạn hãy like và chia sẻ, các bạn cũng có thể lại những comment để chúng ta cùng nhau học hỏi và phát triển thêm những cái kiến thức về trải nghiệm rượu vang các bạn nhé. Và xin chào các bạn.